Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios E. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 và lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này rất là mới và rất là đẹp luôn. Chúng tôi đang bán với giá là 418 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2022 số sàn này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios E 2022 này các bạn nhé. Một chiếc xe đời cao thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ, mới chạy ít và còn rất đẹp và như mới này. Toàn bộ từ đèn pha này, đèn gầm này đều rất là đẹp luôn, là chưa có bị xước sát thì các bạn nhé. Đấy, dàn lốp theo xe còn rất là dày luôn. Đấy, và nước sơn, sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều này. Đấy, nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều bạn nhé. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan lên gương. La răng đúc mặt phay, vành xoắn đây các bạn nhé, còn gọi là vành xoắn đây. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất đây các bạn này, rất tiết kiệm nhiên liệu nhé. Chỉ 5,92 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị chỉ 7,74 lít. Nếu như chạy ngoài đô thị thì chỉ 4,85 lít thôi các bạn ạ. Phải nói là phiên bản số sàn là rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Và nhìn từ phía sau, ba đời sốc sau đây các bạn này, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả từ những chữ này, logo đều rất là mới này, chưa có bị xước sát thì các bạn ạ, chưa có bị hoen ố gì cả. Đấy, 2022 thì mới lăn bánh được 2 năm thôi các bạn nhé. Cụm đèn pha rất là mới luôn này. Đấy, cụm đèn pha mới luôn, chưa có bị xước sát gì cả này. Và phần sườn, sườn bên phụ đây cũng còn rất là đẹp này, sơn zin còn rất là nhiều luôn bạn nhé. Đấy, tất cả về phần ngoại thất đều rất đẹp, rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Táp bi cánh cửa phía trước bên lái này. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin, táp bi thì rất là mới rồi. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, đẹp đẽ đi rồi các bạn nhé. Đấy, dọn dẹp sạch sẽ luôn rồi này. Tất cả đều rất là mới này. Phần nỉ trần thì được bọc ni lông rồi các bạn nhé. Bỏ cái ni lông ra là những cái phần nỉ này còn mới nguyên đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là nội thất là ghế da rồi này, trải sàn da rồi này. Đấy, tất cả đều rất đẹp luôn. Màn hình đầu Pioneer, màn hình Pioneer này thì quý vị và các bạn biết rồi đấy ạ. Nghe âm thanh rất là hay, rất là xịn luôn các bạn nhé. Nội thất thì rất là mới rồi. Đấy, tôi sẽ mở sẵn cái nắp capo này lên để lát nữa tôi sẽ giới thiệu đầy đủ cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe này nhé. Cảm biến lùi nguyên bản rồi này. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương này. Đấy, những cái nút điều khiển này còn rất là mới luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ phần keo chỉ còn nguyên luôn các bạn nhé. Keo chỉ nguyên zin, táp bi cánh cửa nguyên zin này. Nội thất ghế da đằng sau rất là mới luôn này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Rất đẹp và rất là sạch. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi. Xe mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi. Rất là mới. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Tôi sẽ mở cái cốp sau này lên này. Từ keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin luôn bạn nhé. Đấy, keo chỉ là nguyên zin này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Từ cái cốp sau này. Đấy, cốp sau đều nguyên này. Và chiếc xe này thì chủ xe rất là cẩn thận, cũng đã có lắp cả những cái ốp vô lăng này, ốp ghế này. Đấy, bỏ cái ốp ghế này ra. Đấy, đang để đằng sau đây. Đấy, cho nên là ghế còn rất là đẹp. Những cái phần nỉ này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái phần nỉ này đều rất là mới luôn này. Bên dưới là lốp sơ cua, sơ cua cũng còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tất cả ở cái khoang cốp sau này đều như mới luôn này. Mới từ những cái nỉ đây các bạn này. Đấy, những cái nỉ này đều rất là mới nhá, bởi vì chủ xe đã lót cái phần cao su này rồi. Đấy,
rất là đẹp luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Cánh cửa phía sau bên phụ này, phần keo chỉ này. Keo chỉ nguyên zin này, tắp bi cánh cửa này. Tắp bi cánh cửa cũng nội thất đằng sau này đều rất là đẹp, rất là mới luôn bạn nhé. Đấy. Rất là mới luôn. Và đây là chiếc tắp bi cánh cửa phía trước bên phụ này. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa này, táp bi rất đẹp luôn. Đấy, nội thất hàng ghế phía trước này, tất cả từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới nhá. Vô lăng cần số tay phanh như các bạn này, đều rất là đẹp luôn. Một chiếc xe sản xuất năm 2022, đời cao, 15 bánh có hơn 5 vạn km thôi, cho nên là còn rất là đẹp luôn bạn nhá. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy. Ốc cabo nguyên bản này. Keo chỉ cabo còn nguyên luôn này. Tem các bạn xem đây ạ. Đấy. Còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ này. Đấy. Đều rất là đẹp luôn này. Ốc chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn ạ. Đấy, và những cái phần ốc tai này, ốc xương đầu này đều mới nguyên các bạn nhé. Từ những cái phần nhựa, những cái phần vít đằng trước này cũng còn nguyên bản hết này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn ạ. Ốc chân máy này. Đấy, những ốc chân máy này là còn nguyên bản hết này. Ốc bật máy cũng còn nguyên zin này. Đấy. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios 2022 này là một cái khối động cơ đua VVT-i với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và ở cái khoang động cơ này tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp và rất là mới luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E sản xuất năm 2022, lăn bánh hơn 5 vạn km rồi các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 418 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Vios này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Và không những quý vị và các bạn đến cửa hàng như tôi, quý vị và các bạn xem chiếc xe này và còn rất nhiều những chiếc xe khác cùng phân khúc, ví dụ như là Honda City này, hoặc chiếc xe Toyota Vios E màu vàng, màu khác này, đấy, Kia Cerato. Đấy, hiện nay cửa hàng như tôi đang có rất nhiều các loại xe để quý vị và các bạn lựa chọn các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.